But I have That's what it is, see? Hello everyone, welcome back to my channel. Hôm nay là 4th of July, là ngày độc lập của nước Mỹ. Và thời tiết đã vào hè rất là nóng, nên là Hậu nghĩ được một cái món cocktail mà có thể làm cho các bạn có thể làm tại nhà, cũng như là chúng ta có thể tìm thấy những quán bar ở bên nước Mỹ vào mùa hè, bởi vì nó rất là giải khát và giải nhiệt. Món cocktail được mang tên Sangria. Đây là một món cocktail mà bạn có thể làm vào những cái picnic cũng như là tiệc house party tại nhà, với một khối lượng lớn dành cho tất cả mọi người, mà rất là dễ uống và rất dễ làm. Họ để ý thì bữa giờ họ chỉ làm những cái món cocktail như là classic, rất là đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng dành cho bartender. Thì cái món này nó sẽ dành cho các bạn mà ở nhà bạn muốn làm thử và có những cái trái cây cũng như là những loại rượu mà bạn không có sử dụng một cái thời gian dài, như một tuần, bạn muốn làm cho nó có thật là hiệu quả mà vẫn có thể uống được, thì đây là cái món mà bạn có thể làm. Sangria là một món cocktail mà có thể tìm thấy rất là dễ dàng ở trong những quán bar hoặc là những nhà hàng ở nước Mỹ vào trong mùa hè, bởi vì đó là một món cocktail rất là giải nhiệt và giải khát mà ai cũng yêu thích. Hoặc là nếu như bạn mà có những cái party ở nhà, giống như hôm nay là họ có một cái party ở nhà bạn, thì họ sẽ làm cái này rồi đem lên chợn. Và Sangria sẽ đáp ứng được nhu cầu của một cái party lớn như là 10 người hay là 20 người, thì đây sẽ là một cái mà nếu như bạn mà yêu thích những cái cocktail thanh mát mùa hè đó, thì bạn sẽ rất là thích cái món này nhé. Thì cũng như thường lệ thì họ sẽ nói một chút về cái lịch sử của món Sangria này. Thì Sangria được ra đời ở Tây Ban Nha, Spanish các bạn, vào những năm 1070 và những năm 1080, rất là lâu đời. Thì khi đó là rượu đỏ đã được phát triển ở Tây Ban Nha, thì có cái loại mà rất là nổi tiếng đó là Rioja, từ cái loại nho tên là Tempranillo. Thì khi mà rượu đỏ được mở ra khoảng 4-5 ngày, nó bắt đầu là không có ngon và có thể là không còn uống được nữa, thì người ta đã nghĩ ra cái món này cùng với là những cái loại trái cây mà để vào rồi để lạnh. Thì cái sangria mà truyền thống đó là làm với rượu đỏ, rồi trái cây rất là nhiều, soda. Rồi nếu như mà bạn thích một chút boozy, là bạn thích rượu mạnh chút xíu, thì bạn có thể để thêm brandy. Các bạn nhớ brandy là gì không? Coi lại cái tập trước của Hào nhé. Thì để thêm brandy rồi thêm một chút đường để cân bằng cái vị ngọt và vị chua của nó. Thời đại tân tiến ngày hôm nay thì người ta phát triển thêm, đó chính là white sangria, có nghĩa là sangria với rượu trắng. Nhưng hôm nay đặc biệt thì Hào sẽ làm pink sangria với rosé nha các bạn. Bởi vì Hào rất là thích rosé, cứ vào mỗi mùa hè đó thì rosé là một cái loại rượu là phổ biến ở trên nước Mỹ. Bởi vì người Mỹ người ta ăn uống theo cái kiểu là seasonal, có nghĩa là mỗi một mùa thì bạn sẽ ăn uống theo cái trái cây hoặc là cũng như là những cái thực phẩm nó phù hợp với cái mùa đó. Ví dụ như là mùa hè thì white wine, cái nghĩa là rượu trắng, và rượu rosé sẽ được bán rất là nhiều so với rượu đỏ, vì rượu đỏ sẽ đi vào trong mùa thu hoặc là mùa đông, thì khi mà thời tiết nó lạnh hơn thì người ta sẽ uống rượu đỏ nhiều hơn. Những nguyên liệu cần thiết cho món pink sangria sẽ là chủ yếu là rosé, thì họ có hai loại là distilled rosé và sparkling rosé. Còn trái cây thì họ có những loại như là táo nè, lê, chanh thì sẽ làm được cái vị chua, cam, và bên cạnh đó là dâu. Nếu như các bạn nào ở nhà đó, các bạn chọn những loại trái cây đó, thì bạn nên chọn những con nào mà có tính ngọt chút xíu. Chua thì mình chỉ cần để một trái chanh là đủ rồi. Và những loại trái cây này mình sẽ cắt mỏng ra rồi bỏ vào một cái bình rất là lớn như thế này, tất cả mọi thứ trộn với nhau. Ok, mình sẽ bắt đầu nhé. Driving me wild, you're driving me so crazy. Got me acting out, got me trying to stay sober. Got me trying to stay sober. Wanted to your love and I'm out here hungover. You made me wanna take you to London, Paris. Make some times with cherries. No comparing to you. Và bây giờ thì Hào đã có những loại trái cây sắp mỏng để vào trong bình như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ để rosé vào nhé. Thì Hào sẽ dùng nửa chai distilled rosé. Thế nhưng mà đúng như công thức á, thì họ nói là sẽ sử dụng soda
và chỉ là rượu distill thôi, là không có ga. Nhưng mà họ nghĩ là nếu mình đã làm party ở nhà rồi đó thì tại sao mà không có dùng rượu có ga luôn, thì mình sẽ không phải dùng soda nữa, thì mình sẽ làm thêm cái nồng độ cồn và nó chắc là mình sẽ mau xỉn hơn. Nhớ cẩn thận là khúc này là dễ bị sủi bọt nhiều. Thế là hai bình rosé đã vào đây rồi các bạn. Và họ tưởng là cái bình chứa này không nhiều, mà sự là rất là nhiều. Để mà cân bằng cái vị ngọt đó thì trong theo như là cái traditional, là cái truyền thống đó, nó khuyến khích là mình nên để đường vào. Nhưng mà mình không, hôm nay á, họ sẽ không có để đường mà họ để Benedictine. Các bạn có nhớ là tập trước á, họ nói Benedictine á, là cái floral flavor, nghĩa là cái mùi như hoa rất là thơm. Mà thực sự cái này á, là liqueur mà nó chỉ toàn là nước đường thôi. Thì tại sao mình không làm cho những người mà đi vào cái party của mình nó xịn thêm. Nhưng mà nhớ là cái này là chỉ làm ở nhà thôi, tại vì mình khi mà làm ở nhà thì mình sẽ dùng những cái nguyên liệu rất là ngon, cũng như là những loại rượu là mắc tiền. Nhưng mà nếu mà làm ở nhà hàng mà bán á, thì chắc chắn là bạn sẽ không muốn bỏ Benedictine vào đâu, tại vì rất là mắc tiền. Ok, thì mình chỉ sẽ chỉ cần khoảng 2 ounce Benedictine thôi. Còn nếu như mà bạn nào mà thích mà làm nó mạnh hơn nữa đó, thì bạn có thể bỏ brandy vào, hoặc là bạn có thể rum, hoặc là vodka. Và nhớ một điều là nếu như mà bạn nào mà làm pink sangria hay là white sangria, thì mình để những cái loại liquor trắng, đừng có để whisky vô, thì những cái mùi nó rất là vô duyên. Nên là hầu như là mình không nên bỏ whisky luôn các bạn. Còn vào những cái mùa mà mùa thu hoặc là mùa đông ở bên này đó, thì sangria người ta thường sẽ để thêm như là hoa hồi hoặc là quế, để cho cái vị á, giống như là cái vị của holidays á, thì nó sẽ thú vị và nó sẽ ấm áp hơn cho cái mùa đó. Đó là lý do mà tại sao mà họ nói là người Mỹ họ sẽ ăn uống rất là seasonal. Bây giờ mình sẽ khuấy lên cho nó đều nhé. Và đúng là thì mình sẽ để cái này vào trong tủ lạnh qua đêm để cho nó mát, rồi cũng như là những cái trái cây nó ra được cái juice. Nhưng mà vì là họ sử dụng những cái loại trái cây rất là chín rồi, nên là sẽ chỉ cần vài tiếng thôi. Rồi sau đó họ sẽ đi đem cái này lên nhà bạn, rồi mình sẽ cùng review cho các bạn coi nhé. Chào các bạn, và đây là những người bạn của Hào. Đây là Michael, đây là Brian. Và tụi Hào đang ở nhà và thử sangria trong ngày Independence Day của nước Mỹ. Sau khoảng mấy tiếng thì sangria đã sẵn sàng rồi, và Hào để ở đây cho mọi các bạn của Hào thử. Và chúng ta sẽ cùng thử coi là nó taste thế nào, và sẽ hỏi bạn của Hào nhé. Bắt đầu. Cheers. Cheers. Yes. What do you think? Yeah, it's a great, like, refreshing summer drink. You get a bit, like, sweetness and tart at the same time. Really even, fruity. Yeah. Even though I use, like, rosé. Easy to drink. Mm-hmm. Yeah. Super easy to drink. Great for a refreshing summer moment. Yeah. Awesome. Yeah. It's gonna be good for summer. Awesome. Vậy là chúng ta có thể làm cái sangria này ở nhà và trong mùa hè rồi. Và các bạn hãy nhớ đừng quên để lại những cái comment cho Hào nhé, và xem là các bạn làm sangria như thế nào. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào và Mix It Up.